cân 75 kg, Vũ Văn Thịnh quân đội khối đỏ, Nguyễn Văn Dũng Hải Phòng khối xanh. Hai đôi vào sới. Hai đôi xe đài. Hai đôi chuẩn bị, hiệp 1 bắt đầu. Ra ngoài rồi, hai đôi vào giữa sới. Hai đôi vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi, hai đôi vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Hai đứng dậy. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Hai đội thi đấu tích cực. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.